Em pha của anh cốc trà gừng. Dạ vâng ạ. Trà gừng anh để kia kìa. Em nghĩ là anh nên đi khám đi, chứ để lâu thế này nguy hiểm lắm đấy ạ. Em lại cứ tưởng chỉ có công nhân bọn em thì mới bị tụt đường huyết vì ăn uống không đủ chất chứ ạ. Em nói thế nào, ai mà chả có lúc tụt. Nếu như không có việc gì nữa thì em xin phép ạ. Có việc gấp nên cháu xin phép nghỉ mấy hôm ạ. Nói chậm thôi. Dạ bá, cháu có việc gấp nên cháu xin phép qua đốc cơ cháu nghỉ mấy hôm ạ. Thôi, cô Cúc, cô sang đây. Cô giải trình cho tôi xem là cái tâm tư nguyện vọng của cái cô này là như thế nào. Dạ thưa anh, chả là ở quê bố Lan bị ốm nên muốn xin phép về nhà mấy hôm ạ. Bị ốm à? Dạ vâng ạ. Ở đây này, đây này, đơn này, xin bị ốm ở này. Ui dồi ôi, cô Lan ơi là cô Lan ơi. Cô biết thừa nội quy của công ty là muốn nghỉ phép phải nộp đơn trước vài ngày. Bây giờ ui một cái, cô nộp đơn đòi mai nghỉ ngay. Chúng tôi xoay sở làm sao được. Dạ cháu cũng biết rồi, nhưng mà bá cháu. Thưa anh, bọn em cũng biết nộp đơn thế này là đường đột, nhưng vì việc gấp quá, mong anh linh động cho ạ. Cô Cúc nói thế, tôi cũng không biết xử lý như thế nào. Chị, dạ thưa anh, bọn em sẽ cố gắng đảm bảo hết phần việc của Lan ở dưới xưởng ạ. Đấy, nói thế có phải là nghe nó hợp tình hợp lý không hả? Thôi được rồi, lần này là tôi linh hoạt đấy, nhưng mà nhớ nhá, là phải trả phép đúng hẹn đấy, nghe chưa? Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn làm gì, Cúc phải nhớ là nhắc cái cô này trả phép đúng hẹn nhá. Dạ vâng ạ. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã có sự bê trễ trong việc quan tâm đến đời sống của chị em công nhân. Từ bây giờ trở đi nhé, ai có cái tâm tư nguyện vọng gì cứ thông qua cô Cúc hả? À, Cúc trình bày trực tiếp cho anh sẽ xử lý luôn. Ai, ai, ai.